trấn này, ok. Ủa, 4 dấu ấn. C3R1. C3R1. 8 10 10. 6 886. 6 8 277. Ấy chà, ôi ôi ôi, top 1 A à. Ai à, top 1 A à. Cái gì đây? 40 CV, 11% tấn công này. Ui. 44 CV, 5,8% tấn công này. Ấy da. Đây. It was perfect. Perfect. Ui. Nó on set kìa. Ấy da. Ui. Cái này thì hơi tiếc này, nhưng mà roll value tốt dữ vậy. Và cái offset thì sao? Ui, 43 CV luôn. Ai da, đáng sợ thiệt. À. Ai 9,75. 9,75 điểm, 9,75 điểm, gần như hoàn hảo rồi. Ủa na, Hida luôn. Ok. Đây là có vẻ là một người rất sim này, Hida này. 724 này, ngon này. Ok. Ờ bản chương tới lễ ngon luôn này. Ký ức lần sau cũng được luôn này. T0 118 cũng được. Ok, rồi xem thử nè. Ok, ổn. Ổn này. Ok, ổn này, hợp lý. Ổn này. Cái này ổn ha, 30 CV, 21 tinh thông, ổn nha. Ui, 98 tinh thông luôn. Ngon, ngon, ngon. Cái này ngon, cái này ngon. Ok, 78. Ok, cái này nhiêu ra. Ok, 54-122 cũng được. Ok, 54-122 cũng được. Hợp lý, không tới nổi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Cái này có thể nâng cấp được ha, nhưng roll value cũng khá là đúng, chỉ tiếc là phòng ngự nó vô 63 thôi, hơi tiếc, hơi tiếc. Oh my god, vãi lên, vãi lên, what the hell. 103 tinh thông cộng 12,4 sát thương bạo, rồi còn 5,2 nào. À, cái này nâng cấp được nha, cái này offset thì hơi yếu quá, cái này offset thì hơi yếu quá, nâng cái này lên, cái này nâng cái này lên, cái này hơi yếu, cái này hơi yếu. Ok ok. À, cái này hơi yếu, cái này hơi yếu. Ok, Nahida thì 8 điểm nha. Còn nâng cái nón nữa, nâng cái ly nữa là ngon rồi, nâng cái ly nữa là ngon ha. Ok, còn lại khá là ổn, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ok, tiếp theo chúng ta tới với lại Kazuha tà đạo. À, để coi Kazuha support và dam của Team Soko Việt Nam này, lại ở sao tỷ giờ hai con Kazuha review mà Kazuha tà đạo có vậy, mà cũng được 281 tinh thông trên cái cây này cũng ok ok rồi. It's the biggest piece of dog shit. Thôi Kazuha này không điểm nhé mọi người. Tôi nghĩ con Kazuha này không điểm nhé. 10-10-10 nhưng mà ở Kazuha chém tay với E. What the hell. Tỷ lệ sát thương thì cũng chưa đủ luôn, hơi thấp tỷ lệ này. Cũng được, so, run value cũng được. Cái mạnh này 43 CV này cũng được. Ok. 43 CV cũng được. 38 CV cũng được, hợp lý. Cái này có thể nâng cấp này, có 9,57 thì qua nạp với 10 tỷ lệ thì cái này có thể nâng cấp được này. Thôi, đổi cái này thành tỷ lệ bạo cũng được ha. Ok, cái này cũng được, cái này ổn nha. Phải chi mình có cái này. Cái này cái ổn nhất của cái build á, nhưng mà sai set. 4 điểm về chỗ. Rồi, 30.000 HP ổn này, có phải chấn không? Ok, tay phong mà 30.000 cũng ổn nha. Ok, C0 189 ổn luôn. 88, 82 khá là nhiều này, ngon. 191 nạp này, tăng sát thương nguyên tố thủy này. Ok, cũng ổn. Ok, ổn, 5,8 nạp, 9,20, ngon, hợp lý, ngon. Ok. À. Vai lượng. À, 47 CV nhá, 47 CV nhá. Anh này sao? Nó on set nữa chứ. 47 CV tiếp.
Cái này còn 28 xét thương bạo và 4,5 nạp và 11% HP. Cái này ngon, cái này này roll value ngon này. Ok. 9 điểm, 925. 9 rưỡi luôn đi. 9 rưỡi. Ok, ừ. Ủa đồng hồ HP, ly HP này. Phải cứ cái gì vậy? Oh! Ew! Dude! What the fuck? Ê! 299,6. Và còn 166 nạp nữa thì chắc là tôi nghĩ là đồng hồ nạp rồi. C3. C3 luôn á chứ. Ê, C3. Ây da, C3 ấy chứ. Ok, cái này nó có nạp 9,7, 12, 11 rồi. Ok, cũng hợp lý, cũng được ha. À, con Quina trấn này ảo quá. 4, 36, 37 CV này. 37 CV, 38 CV, 4,5 nạp cũng ngon luôn này, hợp lý này. À, cái này hợp lý rồi ha. Đồng hồ nạp mà cái này thì... ok cái này cũng ngon luôn này. 28 CV HP và 573 này. Ai da da da, ai chà ai chà. Set thiếu nữ. Thường là đồ thiếu nữ là đồ rất là crack nha. Chúng ta cùng xem nè, xem này, chuẩn bị nha. 1 2 3. Vô. Nice. Đó không? 45 CV. Ê từ từ perfect ly 3 lần nhỉ. 12,8, 22,5, 12,8, 22,5, lại theo một đồ perfectly balanced as all things should be nữa. À, quá mạnh luôn, đó, theo kinh nghiệm của mình là đồ thiếu nữ luôn luôn mạnh điên mạnh khùng. À, chịu rồi, vậy chịu. Urina này, 975, quá ghê. Lên 90 nha. Cái đam phản ứng của Nahida cần có level á, cho nên lên 90 nha. Rồi tinh thông 702 ngon này. Lý. Ok, cái này cũng được. Phải. Hả? Tèo. Tèo. What the hell? Gì ấy hả? Ủa mà sao được 702 ấy nhỉ? Sao được 702 ấy? Sao được 702 ấy? Phải cứ sao được 702 ấy? Cho cái này thôi hả? Ủa sao được 702 hay vậy? Cái này cũng đang ngon này hả? Ta chưa nâng cái nâng lên đi. Để. Cái này nữa ok. Phải cứ ok. Không chấm điểm. Đao xiên cá. Rồi tôi thấy một cái đồ của set thiếu nữ. Ok. 1013 72 165 201 nạp. Ok, có vẻ như là con Selin này hơi bị mạnh đấy. Từ khoan chúng ta coi nào. Má nó 27 CV, 47 CV mà còn 6,5 nạp với 4,1 tấn công nữa. Bái lèo thiệt. Bái cất thì nó 45 CV mà còn 23 tỷ tinh thông luôn. À, 38 CV và 12 nạp. 32 CV và 16 tinh thông on set. Rồi. Đồ thiếu nữ. Tôi đang mong chờ 40 CV. I mean it's alright like. Ơ, nó bình thường hơn tôi nghĩ nhưng mà run value ngon. Ok, được. Hạng 35 đó. Biết ngay mà. 10 điểm. Không có chỗ nào để chê á. 10 điểm. Level 80 con sang Linh rồi này. Hợp lý. 1165 tinh thông. Vũ khí là lao xiên cá. Đấy thấy không?
mấy bạn mới mà còn xin đi câu lao xin cá này, mặc dù mới R2 thôi nhưng mà vậy vẫn đỡ rồi này. 4 dấu ấn ngon này, 3 này, 139 đó không, ngon này ngoan. 49, 148, 202 thì còn cải thiện được, nhưng mà có vẻ như nạc mới thì nó vậy là hợp lý rồi ha. Ok, cái vấn đề đạt mới mà UID 18 á, một đồng 18 á, cho nên là này là hợp lý rồi. 74, 15 tấn công với 19 được, hợp lý, không tới nổi. Hả? Thôi cho nó là cho nó vì nó lạc mới đi ha. Ly hỏa không có miếng CV nè, nó vẫn ngon hơn là ly phòng ngự 13.6 tỷ lệ á. Cái này cũng được, onset vậy thì nói chung là đặt mới thì chúng ta vui được ha. Cái này được, run value nó ổn. Now that's a lot of damage. Vai. Đặt mới dữ chưa? 49.7, tinh thông 21, hiệu quả nạp 6.5. Con sang liên này mình chấm là 49.7 với 54.4 ha. Ok. Ok. Hả? Từ khoan. Gì đây? Hả? Hả? Chị cười ly 70-189 mà cầm chương nhạc tế lễ hả? Hả? Khoan đã, từ. Gì á? Phải từ khỏe vậy, khỏe vậy khỏe luôn này, khỏe điên. Oh my god. Hưng ơi. Vãi Cli 10 điểm. Không có nhân gì hết. Cli 10 điểm. Vãi Liên Nhật. Chấn. Ok, C1 10-18 83-200. Từ khoan, lại Hưng ơi nữa. Lại Hưng ơi nữa. Từ. Vai lượng này. Hưng ơi luôn này. Nó xếp 5 luôn này. Vai lượng luôn này. Vai cứt hưu tao top 1 rồi. Vai cứt top 1000 hưu tao rồi. Vai liên thiệt. Em hưu tao 10/10. Thiệt á, hưu tao thì 10/10 nhá. Mặc dù mới hạng 1800 thôi á, nhưng mà nó 10/10 nhá. Rồi, 1200 là hơi thấp. 1200 hơi thấp. Hả? Cái gì đây? Lấy CV là chính nè. What the f- Attack 1, 2, 3, 4. Nữa con cúp lào này nhiều cái bất ngờ vậy. Cúp lào này nhiều cái bất ngờ vậy. 12.4, 12.8 tấn công, tinh thông, khỏe. 16 này cũng được. Tôi roll value ổn này. Roll value ổn. À, 48.2 CV. Đấy, tiếp theo một cái liên nguyên sách tôi nguyên tố lôi lên. Lên trên 40 CV nữa. Mạnh luôn này.
Một, hai, ba, bốn ngày. Có chắc nó nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy? À... 0-50-50/10. 0-50-50/10. Rồi, mùa này 30 ngàn này, ít hơn của tôi này, ít hơn, ít HP hơn của tôi. Ngọc Bích Tế Lễ à. Cũng được, không 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 tới nổi, không tới nổi, cũng Bích Tế Lễ cũng được. Có Thiên Tế cũng được. 1-18 được, Tế được, hả? Gì trời. Ê... Ok mạnh nè. Cũng mạnh luôn. Mạnh mạnh mạnh. Cái này nâng cấp được nè. Cái này nâng cấp được, cái này nâng cấp được nè. Cái này ngon nè. Cái này ngon, cái này ngon. Cái này ngon luôn này, ok, ngon luôn ha. Path Obsidian đi trên 10 nha. Obsidian đi trên 10. Nhưng mà review cái ly của ngài Abedo à. Wow. Silonen này hơi mạnh. Ok, Ella của bạn Ayaya. AK4 tấn công, ngon này. Đường cùng của sói này. Cái bộ 4 này cũng ngon, 8-10 được. Lý 182 trên cây đường cùng là ngon đấy. Hiệu quả nạp thì tôi nghĩ là chắc là trên một xíu đi, tại vì Ela nó cũng cần hiệu quả nạp mà, anh nghĩ là vậy. Nhưng mà nếu em đang thấy ổn trong team hiện tại rồi thì anh không nghĩ không cần lên ha, nhưng mà anh nghĩ lên một xíu. Này ổn này, ok, cái này được. Này mạnh này, ok. Này ổn luôn, ổn 40 CV vậy được rồi. Onset thì cái này nó cũng hơi yếu. Ừ. Onset thì cái này cũng hơi yếu ha. Anh thấy cái này hơi yếu, có thể thay được. Cái này nâng cấp được. Nếu mà đổi cái này onset bạc tầm 30 CV, cái này 30 CV thì nó sẽ cân bằng hơn á, anh nghĩ vậy. Nice. Phải lực. Ok, cái này thì mạnh. Cái này thì mạnh á. 25. 1500. 112 thì chắc là không phải đồng hồ tinh thông rồi, không phải đồng hồ tinh thông rồi. 69, 162. 162 cũng được, tỷ lệ sát thương ổn này, 197 nạp. 197 nạp này hợp lý. Cũng được, ok. Tải lượng 49 CV và 14.5 nè. Hả? Cái này roll value ổn này, cái này thì cũng ngon luôn, nếu mà cầm cho team mono này đó, tại vì nếu mà cầm yeah. ổn, cái này ổn ha. Ly hỏa này là hưng trên 10 này, hưng ơi trên 10 này, cái nó này cũng ổn luôn, có nạp với có tấn công luôn. Cái sen linh này 9925 trên 10 ha, 925 trên 10. Kiên không người yêu vậy là không move floor được rồi. Rất tiếc. 48-204-121 hơi thiếu nạp thì phải. Thiếu. Nhưng mà cây đảng đao thì mình nhớ có nạp ha. Cho nên là chắc cũng được. Không tới nổi. 120 hợp lý. Cái này ngon này. Rồi value với lại CV cũng rất là ngon. Phải đều. Ngon mạnh điên mạnh khùng luôn. Cái thì có thể cải thiện được, ok, nhưng mà hai cái lông với cái hoa ngon điên ngon khùng vậy. Cái này tính về roll value thì cũng ngon luôn. It was perfect. Vãi cực. À, Ayaka 9.5 nha, 9.5 Ayaya nha. Cầm trấn, ồ trấn thì cái cầm trấn thì 664 lại hơi thích ít nha, theo ý anh. Cái chấn luôn C2R1. Ồ, C2R1 à. C2R1 cũng được. 8877 được này mà không có nạp. Ngon. Ok. Cái này được. Ok, được. Ok.
này cũng được luôn, được. Này được, ok. Wow! Beautiful! Vãi lực. Hả, Lý Thảo on set. Hả, Lý Thảo on set 10-21 chứ. Thua bỏ cái ly tôi rồi đó. Bởi vì cái ly tôi roll value nó ngon hơn hẳn cái này. Thua bỏ cái đó rồi á. Thiệt. Thua bỏ cái ly tôi thôi á. Chứ còn lại tôi thấy hiện tại cái Lý Thảo này, Lý Thảo mạnh nhất hiện tại của kinh tính đó hiện tại đó. Cái này cũng được luôn này, ok. Này ngon luôn, ok. Được. Đó, ai nghĩ vậy thôi ha. Con Nahida này 8.5 rồi. Ok, Ayaka có gà chiên mắm. Ayaka gà chiên mắm, ánh sáng đêm sương mù 4 1, 10, 8, 10, 10 cũng được. 8, 10, 10 cũng được, ok. Ok, 48, 265 ngon này, 222 nạp cũng ngon ha. Cũng ngon. Ngon đấy. Ok. Mạnh này, roll value mạnh riêng mạnh khùng này, ok, cũng được ha. Thời tiết low roll. Ổn này, ok, ổn. Cái ổn. Nice. Phải. Chơi thế bố ai lại. Bố của game. Ok, cái này roll value cũng mạnh điên mạnh khùng luôn. Phải cứ cái này cũng mạnh điên mạnh khùng luôn. AK 9.75. Mạnh quá, không có gì để chê hết. Quá mạnh. Cảm ơn ngài chiên mắm nha. 711 tinh thông này, 711 tinh thông này. Trứng này. C2R1 này, 10 này. Có 577 này, 105 nạp này, ok, được luôn này. Có vẻ như là nó sẽ mạnh, con hiện con này có vẻ như sẽ là con duy nhất mạnh hơn con Nahida của tôi nha. Ừ. Có vẻ như là con này mạnh điên mạnh khùng vậy. Rồi vậy ai chơi ba? Nahida vậy ai chơi ba? Trời. Phải cứt luôn, này ai chơi? Vai lượn luôn rồi này ai chơi ba? Ba bị xấu CV thì quá nạp nữa này ai chơi ba hả? Cái này yếu hơn của tôi này nhưng mà nó vẫn mạnh nha, nếu mà tính vào onset nha. Cái này mạnh điên mạnh khùng luôn á. Hai cái này mạnh luôn, cái này mạnh điên mạnh khùng, còn cái này cũng mạnh luôn. Cái con Nahida thì có vẻ như là con duy nhất hiện tại mạnh hơn cái của tôi đấy, con Nahida của tôi đấy. Ok thì 10 điểm. Nói thiệt thì mạnh hơn Nahida của tôi là đủ tiêu chí 10 điểm rồi. 38.000 HP được này, chấn này hợp lý. Xét chấn này cũng được. T0 17-10 hợp lý. 53-325 là dư 25 nè. Dư 25 sát thương bạo rồi nha. Là không hiệu quả lắm so với việc tăng tỷ lệ bạo hay tăng bất kỳ thứ gì khác ha. Ê. Nhưng mà rất nhiều sát thương bạo luôn. Cái này được ha, ok, được. Tại vì bắt đầu flex lại rồi này, đây cái này mới là lên video này. Đó, tuy là hai dòng phòng ngự nhưng mà 47 CV này đó. cái này bình thường, ok, 10, cũng khá là balance, hợp lý. Brother, what's that? Má 18.7 tỷ lệ bạo mà nó còn vô HP 10.5% nữa chứ. Ác. Ok, cái này thì do cái này roll value ổn thôi, nhưng mà hai cái đồ kia gánh phết. Ok, nếu mà giảm con Nivinet xuống được 300 sát thương bạo thì 10 điểm, còn nếu mà không giảm được thì hiện tại chỉ đang là 8.75 thôi nha. Ok. 1.700 thì có hơi thấp không ta? Hơi thấp nha. À nhưng mà cầm cung trường, cung trường ma thì hàng 1.700 lại hơi thấp. Ừ, hơi thấp. Nhưng mà có vẻ là tinh thông. Ok, có vẻ là tinh thông đi. Ok, có vẻ là đồng hồ tinh thông cho nên là 1.700 hợp lý. Ok, đồng hồ tinh thông ganh du tan chảy. Cái này hơi tệ ha, nhưng mà nếu tính về roll value thì nó tạm chấp nhận được. Ok, không thấy nổi. Cái này mạnh này, ok, cái này được. Cái này mạnh nha, cái này mạnh điên mạnh khùng á. Ok. Roll value nó rất là tốt. Ok. Cái này cũng mạnh điên mạnh khùng luôn. Ok. Được, roll value mạnh điên vậy. Cái lông, cái ly với lại cái nón mạnh vậy. Ok. Oh!
À, con dây dừa này chơi cua chơi súng nhắm rồi. Ừ, 9 điểm hợp lý rồi. Ê, 4 set trứng là C2 ống đồng cũng ổn, mạnh. Ờ, 77 117 thì hơi ít thác xương bạo một xíu nhưng mà không tới nổi ha. 77 thì lại hơi dư tỷ lệ xíu, có thể giảm tỷ lệ xuống tăng sát thương lên. Quá nạp vậy là ngon rồi nè, 35 ngày HP cũng ngon, là có vẻ đồng hồ là HP. Ok, được. Cái này có thể nâng cấp này, mặc dù roll value rất là ngon ha. Ok, cái này có thể nâng cấp này, hơi nhiều tinh thông quá, cái này chắc chắn có thể nâng cấp ha, cái này có thể nâng cấp ha. Cái này sao? Wow! Phải. All in này chỉ còn 0.2 CV nữa là chúng ta có 20 tỷ lệ bạo rồi. Quá mạnh. Thế thì chịu. Ok, mà ba đồ còn lại đều có thể nâng cấp ha. Ừ, nhưng mà nói chung là ừ, giảm tỷ lệ xuống tăng sát thương lên là ổn. Với cái nón như vậy thì anh nghĩ là sẽ được vừa đủ 8 điểm ha, có thể cải thiện được nhiều hơn ha. Ok. Trứng. Về lan C6 trứng. Ây về lan C6 9.32 mà nó còn mạnh nữa, 9.33 161 nạp luôn ấy chứ. Ốc ma Canada thật. Mạnh nè đó. Hoàn hảo luôn cho Zealand nhé. Mạnh luôn, vẫn hoàn hảo cho Zealand luôn. Vẫn mạnh, rất mạnh luôn. Hiệu quả nạp nguyên tố 24% sát thương bạo và có HP phần trăm luôn. Phải. Cái gì vậy? 5 nạp HP phần trăm, 14 tỷ lệ sát thương 17. 10 điểm. 10 điểm. Được. Pina C1 cầm với lại tay phong set 4 đúng 119 hợp lý. 110 thì hợp lý hơn nhưng mà 119 hoàn toàn ổn ha. 79 là khá là cao này. Ok, 79 192 187. Hơi xịn đấy. Cái gì? Gì đây? 36 nạp nữa chứ. Không tinh thông luôn. Ái chà chà, từ từ. Urina này có vẻ hơi mạnh rồi đấy. Ừ, như dự tính của tôi. Urina này hơi mạnh đấy. Hơi mạnh đấy. Hơi mạnh á. Có hơi mạnh không? Hơi mạnh á. Sao review hôm nay top 1, top 2 hạng 251 của tao này và của hạng 251 Furina này và hạng 12 Mulani này. 60 tròn. Ui, 63 tinh thông mà 30 CV á. 63 tinh thông mà 30 CV á. Ui. Đá mạnh điên cho Mulani luôn vãi lều. Cứ cái này cũng mạnh điên CV, cái này Roma luôn cũng mạnh điên luôn vãi lều cái gì á. Cái này con shit nó cũng mạnh luôn, có tinh thông 77 luôn. Vãi cứ. Phải luôn. Không còn gì để nói. Con này thì 9.5 điểm, con này thì 10 điểm. À, Dumpling mạnh quá. Ok. Chấn đúng không? Phú rồi. 18.7 hợp lý. 81.225 là mạnh lắm á. Ờ, 81.225 là mạnh điên, mạnh khùng nha. Bạn đã 2002 nữa. Từ mạnh nha. Ui mạnh điên này. Mạnh điên mạnh khùng luôn này. Ớ, onset mà mạnh vậy. Phải cực mạnh vậy. Cái này cũng mạnh luôn, onset là mạnh điên vậy. Phải lực. Ê, con Alekino này set 5 á mọi người. Bộ 5 á. Con này bộ 5 á. 10 điểm hạnh phúc nha. 10 điểm, Alekino này mạnh quá. Cầm lao xin cá này, ok, được.
một 10 hợp lý. 296 265 ngon này, ok, ngon đi ngon khùng này, hợp lý, đang ngon nhá. Bộ 5 nữa này, bộ 5 này mạnh, ui nó mạnh, nó mạnh, ui nó mạnh. Ủa cái này thay cái gì trời, ui má cái này. Má con này 9.75 á, ui vãi lều. Raiden này 9.75 nhá, mạnh điên mạnh khùng luôn. Đồ rất đều. Nếu mà đủ nạp và không đủ nạp trừ điểm này. 22 mà không đủ nạp thì trừ điểm này, 74.266. Ok. Này có thể nâng cấp được này, hơi tệ. Cái này thì mạnh rồi, không cần nâng cấp này. What? Cái này 21.8 tỷ lệ bạo này. Phải lều nó 21.8 tỷ lệ bạo. Cái này cũng được, cái này ngon này, ok. Ok, cái này ngon luôn này, ok. Nó mình miễn sao làm sao tăng cái này lên được 155 đi rồi tôi nghĩ nó sẽ ổn ha. Ok. Cái con Furina thì tôi nghĩ là 7.75 đi. 7.75. 128 tinh thông này, cái chấn luôn này, thiên phú này, 145 này, 54.319, ô, cái này ngon ấy chứ, không có nạp, cái này là không có nạp và dư sát thương bạo rồi, trừ điểm hai cái này ha, ok, điểm hai cái này, mạnh này, mạnh đi mạnh khùng nữa, ok, cái này không có gì để thay này, cái này có cũng mạnh luôn, nhưng mà cũng có thể thêm một miếng nạp vô trong này ha. Phải cướp 50 CP thì chịu, à vậy chịu rồi ta, khó ta, cái đạo đó cũng mạnh vậy. Ok. Rồi ha, ok, giờ làm sao cho nó mạnh hơn được là được. Cái này chắc là do là nó đam to quá nên mình nghĩ nó sẽ 8 điểm đi ha. Nhưng mà có thể cải thiện được do thánh di vật hai cái 50 CP nhưng mà quá thiếu nạp cho nên vẫn phải trừ điểm đi ha. 383 tinh thông cũng mạnh này, lao xin cá, set dấu ấn thì đương nhiên rồi. Ok, 383 là nhiều quá. Ô, khỏe đây. Ê, mua dấu ấn thật nha. Từ từ. 50 CV. Ui, thì quá nằm 18 mà còn 30 CV nữa. Rồi, lại vua rồi, lại gặp vua rồi. À, phát lông bào lên nào. À, lại phát lông bào lên rồi. Ui, cái này run value cũng ngon nữa. À, cái này run value cũng ngon luôn. Cái này run value cũng ngon luôn. Ui, con này 9.25 rồi. 79.259. Ok, mạnh. Chắc là cũng là top 1, top 2 nữa rồi nè. 47 CV nè, ok. Ok, cái này run value ổn ha. Ok, ngon rồi. Cái này cũng ngon luôn. Cái này mạnh điên mạnh khùng mà nó còn on set nữa, ok. Tôi chịu cái này thì tôi chịu rồi. Chịu. Hả? Phải 975. Ok, để coi thử coi. Phải cả 33.4 cộng với lại 15.5 là bằng 48.9 CV mà còn tấn công phần trăm nữa. Mạnh này, ok. Mạnh luôn này, sát thương nguyên tố lôi on set mà còn được dạy là mạnh lắm này. Cái này bình thường á, cái này cũng bình thường nhưng mà cũng không phải yếu. Now that's a lot of damage. Thêm cái 50 CV nữa đây. À, thiệt chứ. Ai này cho 925 đi. Ok, 19 trấn. Cái trấn luôn này, C1 219 cũng được á, cũng được. 2.231 ngon này, hợp lý, ngon, đang ngon đấy. Kamisato thì ngon phết. Liếm. Ngon. Ngon luôn. Mạnh. Ok, cái này hơi tiếc một xíu ha, nhưng mà nó có thể này thì có thể nâng cấp được này. Cái này 44 CV này, ok. À, hơi tiếc hai dòng ngôn ngữ. Ok, con này thì tôi nghĩ là chắc là 8.75 đi ha, 8.75 cho Kamisato Ayato này đi ha.